Em chào anh ạ. Vâng, em chào anh. Hôm nay em lên nhà. Em muốn ghi lại hình ảnh của anh về quá trình trước anh điều trị bệnh ấy. Trước tiên, anh tâm sự về họ tên, địa chỉ, quê quán. Anh đang ở đâu? Em tên Hoàng Văn Hùng, năm nay 35 tuổi. Em ở tại Đồng Tranh, Nhân Trạch, Lương Sơn, Hòa Bình. Dạ vâng. Em hỏi anh là ngày trước anh bị đau đớn như nào mà anh xuống nhà thuốc à? Thưa anh là khi em đi làm thì trong quá trình làm thì có thấy đau chân. Thì dạ. Em mới lên bệnh viện huyện kiểm tra, chụp X-quang thì người ta cũng giới thiệu lên chụp cộng hưởng từ. Lên bệnh viện tỉnh chụp cộng hưởng từ thì là bác sĩ kết luận em là bị phồng đĩa đệm số 5 với số 3. Còn dạ. Đĩa đệm số 4 thì bị thoát vị mà bác sĩ là chỉ định em là phải mổ. Vâng. Em cắt lời anh ạ. Ngày trước anh đau đớn như nào và biểu hiện đau và cơn đau anh nặng như nào ạ? Anh là khi em bắt đầu đau thì trong quá trình nó đau chân em không thể đứng được, dạ. Để đi lại được. Dạ. Đấy. Và em không thể ngồi được, em ăn cơm là phải ăn nằm. Dạ. Anh đau như vậy kéo dài bao thời gian? Em đau như vậy kéo dài tầm 3 tháng. 3 tháng. Vâng. Và em cũng nhờ người tìm thuốc khắp nơi thì em may mắn mới biết được đến... Em cần anh tiếp ạ. Vâng. Trước khi anh điều trị nhà thuốc, anh điều trị ở những đâu mà có hiệu quả không? Dạ, em cũng điều trị cả Đông Tây Y. Dạ. Thì đông y em cũng số đông mách là nghe uống thuốc đỡ là em đi. Nhưng mà dạ. Sau khi uống thuốc một thời gian thì ngớt thuốc nó lại đau lại như bình thường. Dạ vâng. Thì em chuyển qua lên Tây Y. Thì Tây Y thì em lên đến bệnh viện thành phố của tỉnh Hòa Bình. Dạ vâng. Anh trưởng khoa đông y đấy. Dạ vâng. Thì anh có mở phòng khám riêng và anh có tư vấn cho em là cái thuốc này là anh điều trị cho em là loại thuốc tốt nhất rồi. Dạ. Nếu như mà không được nữa là phải mổ. Và anh ấy điều trị đấy mất 10 ngày, anh ấy tiêm vào thẳng cột sống cho em nhưng mà cũng không được. Dạ vâng. Anh còn nhớ cái biểu hiện đau và cơn đau nặng nhất của anh như nào không? Đau là cái đau nhất ở vị trí lưng với mông, dạ. Cái hông với chân. Dạ vâng. Cái hông nó đau cảm tưởng như cũng những người mà đã đau rồi thì chắc hiểu, nhưng mà đau là nó như có cái gì nó đâm vào đấy, nó ngoáy ở đấy. Dạ vâng. Và không thể nào mà mình đứng được. Dạ. Sau khi đau nhiều như vậy thì anh có thấy hoang mang và khó chịu về bệnh tật không? Thật ra là khi như vậy thì em có vợ có con rồi, thành ra là mọi thứ đối với em cảm thấy như là dấu chấm hết trong cuộc sống rồi. Dạ vâng. Cảm thấy như mình là một người tàn phế bỏ đi. Bố dạ. Mẹ em bây giờ nuôi mình lớn rồi, mình lại không giúp đỡ gì ông bà, cũng rất là ảnh hưởng đến rất tâm lý anh ạ. Dạ rất vâng. Là buồn. Dạ, em hiểu mà. Dạ. Anh điều trị trước đó rất là nhiều nơi. Dạ. Thì bệnh tình có giảm không anh? Thật ra là em điều trị nó không thuyên giảm gì anh ạ. Dạ vâng. Thuốc thì nó lại đâu lại vào đấy. Dạ vâng. Sau khi anh cư duyên nào mà anh điều trị, anh biết nhà thuốc ạ? Trong quá trình em cũng đi lại thì có gặp một ông chú, ông ý thấy em đau như vậy thì em cũng chia sẻ. Thì chú có giới thiệu đến nhà thuốc bác Lại Văn Thạc. Vâng. Thì chú bảo là chú cũng đã từng tình trạng giống như em bây giờ. Dạ. Yên tâm là sẽ khỏi. Nên là em đã tin tưởng chú xuống nhà thuốc để điều trị. Vâng. Lúc anh đi xuống nhà thuốc thì anh còn đau đớn nhiều không? Anh là lúc em đi xuống nhà thuốc là lúc đấy tình trạng em rất là đau. Em dạ. Không thể nào mà đi được, dạ. Mà ngồi được. Nên em là phải nhờ người đưa xuống đấy gặp anh Thoan. Vâng. Sau khi anh đến nhà thuốc, em được nhà thuốc thì em điều trị như nào? Sau khi đến nhà thuốc thì được anh Thoan đưa uống thì là thuốc vừa uống vừa đắp nữa. Vâng. Thì sau khi là uống được khoảng 10 ngày thì thuốc nó đau công lên. Vâng. Đau dữ dội, em đau không thể nào mà vợ em dìu đi vệ sinh còn không nổi. À, có nghĩa là anh không thể vệ sinh được đúng không? Vâng. Đau tăng lên. Vâng, không thể đứng được đấy. Lúc đó anh cảm thấy trong người anh có bực bội nhiều không? Mà khi uống thuốc vào lại đau tăng lên. Cái đấy thì lúc đầu em thấy thuốc uống nó không giảm mà đau tăng, em rất là hoang mang lúc đấy. Dạ. Em có gọi điện cho anh thì anh đã bảo là nó sẽ đau tăng, nhưng mà em cũng nghĩ là nó đau tăng đến mức độ là đau không ngủ được anh ạ. Đau không dạ. Thể ngủ được luôn đấy. Dạ. Vâng, gần như đêm em chỉ ngủ được khoảng đôi tiếng là mệt quá thiếp đi thôi. Dạ vâng. Không ngủ nổi. Không ngủ nổi. Vâng. Sau khi anh đau nhiều và anh rất là khó chịu đúng không? Vâng. Lúc đó thì cái biểu hiện đau nặng nhất của anh nó biểu hiện như nào? Thật ra là nó đau, cơn đau nó không có dứt anh ạ. Dạ. Và nó đau mà em nằm mà nó cũng không yên. Dạ. Đấy, nó đau mà em chỉ cần hắt chỉ hơi thôi là nước mắt chảy ra chứ chẳng phải. À. Vâng. Nó đau đến mức độ là em nghĩ là nhiều lúc mình chỉ nghĩ đến là nếu mà phải đi mổ, có điều kiện đi mổ chắc mổ trừ đi cho xong, nhưng mà vâng. Người mà đi mổ thì chỉ được 50-50 thôi. Anh đau như vậy kéo dài bao nhiêu thời gian? Em đau như vậy kéo dài tầm 3 tháng. Vâng. Lúc đó anh có đi lại bình thường không?
Lúc đấy thì em bắt đầu là sau tháng đầu tiên ấy, thì em bắt đầu là cơn đau nó giảm dần thì em cũng có thể đứng được. Dạ. Đến tháng thứ hai thì bắt đầu là tròn là 1 tháng thì nó đau tăng lên nữa thì em lại không thể ngồi được. À, bắt Đấy. đầu tháng thứ hai mà lại đau đau tăng tiếp. Vâng, em được 1 tháng nó lại đau tăng. Đau Dạ tăng vâng. cái tháng thứ hai là em không thể ngồi được. Dạ Lúc vâng. đấy em cũng hoang mang lắm nhưng mà em vẫn tin tưởng nhà thuốc là để em điều trị thì là đau cong lên thì là mình sẽ nó giảm dần dần. Dạ vâng. Sau hết tháng thứ hai thì lại em vẫn đau xuống mông Dạ. thì lại đau xuống chân. Dạ vâng. Và nhiều các cụ cũng bảo là khi mà dịch chuyển đau đau xuống chân, đau đầu gối và đau đến mắt cá chân nữa thì nó sẽ giảm. Dạ vâng. Thì em tin tưởng em dùng tiếp đến tháng thứ 3, thứ 4 thì thấy dấu hiệu nó càng ngày nó càng giảm. Dạ vâng. Sau tháng thứ 5 em dùng thì lúc đấy nó hiện tượng đau nó còn nhẹ nhẹ thôi. Dạ vâng. Và sau tháng thứ 6 là như cảm giác đau em không còn nữa. Không còn khỏi bệnh nữa. Vâng. Từ đó anh khỏi được bao nhiêu năm rồi? Từ khi em dùng đến giờ em khỏe được 2 năm. 2 năm. Vâng. Hiện tại anh làm việc đứng lên ngồi xuống bình thường chưa? Hiện tại là em đứng lên ngồi xuống bình thường, em chạy được thể dục. À. Bây giờ em có thể là em cũng đá bóng được rồi. À, đá Đấy. bóng rồi. Vâng. Ngày trước anh đau nặng thì anh có chơi môn thể thao nào không? Hồi trước thì em thỉnh thoảng là em hay chạy thôi anh ạ. Hôm ngày trước anh đau đau nhiều anh có chơi thể thao không? Em hồi đấy là em cũng ít thôi, không Bỏ có nó. đau. Vâng. Dạ vâng. Hôm nay em lên phỏng vấn hình ảnh của anh. Tổng là anh chị mấy tháng anh nhỉ? Em là dùng đến tháng thứ 6 là em hết cảm giác đau rồi thì em mới Bình dùng thường. thêm 1 tháng nữa là tháng thứ 7 Bảy. cho nó thoải mái. Bây giờ khỏi được 2 năm rồi. Vâng. Trong suốt 2 năm qua anh còn đau đớn hay không? Trong suốt 2 năm kia thì em cảm thấy không có vấn đề gì cả nhỉ. Bình À, thường. vâng. Anh có thể kể và chia sẻ thật cho em cái triệu chứng đau nặng nhất của anh như nào? Nó đau mà như mình cảm tưởng như sẽ có một người nào đấy cầm cái máy khoan hay là một cái đục gì đấy, họ cứ dí vào mông mình và họ ngoáy vào cho mày chết là cho mày chết, cảm Dạ. tưởng như vậy. Lúc trong đầu cảm tưởng nghĩ Đau ròng rã nó suốt ngày đêm. đấy, đau Vâng. ròng rã không thể ăn thì ngủ được, Dạ. không thể ngồi được. Đấy Lúc anh đau nặng thì hai người chăm anh thường xuyên? ra là em nhờ vợ chăm sóc nhiều thôi. Dạ. Lúc từ lúc ăn uống ngủ nghỉ đúng Vâng, không? Ngày lúc đấy. đau nặng là đại tiểu tiện đúng không? Vâng, không Đã. thể tự ngồi lên được mà cũng không thể mặc nổi quần anh ạ. Dạ vâng, rất là chỉ ở đâu. Vâng. Hôm nay em lên gặp anh để em gặp lại anh và phỏng vấn đôi lời về quá trình điều trị khỏi bệnh thoát vị đệm và phình nhĩ đệm đúng không? Phòng đệm ngoài thuốc. Ngày đó là chỉ định em mổ. Lúc anh còn trẻ tuổi anh có hoang mang, anh có sợ mổ không? Thực ra là em rất là sợ mổ anh ạ. Dạ Thì vâng. em có hỏi thăm một cái anh đã đi mổ ấy. Dạ. Thì anh bảo là chi phí mổ thì nó cũng ít thôi, Dạ. ít đối với anh thôi, nó cũng hàng trăm triệu. Dạ vâng. Đấy mà cái tốn chi phí nhất là cái đi lại. Dạ. Đấy. Cái thứ hai nữa là tỷ lệ mổ nó cũng 50-50 thôi. Bác sĩ Dạ. họ cũng không dám khẳng định là sẽ khỏi 100%. Dạ vâng, em đúng rồi. Đấy. Đúng rồi anh ạ. Thì hôm nay em lên phỏng vấn của anh, mức độ anh khỏi 2 năm rồi. Trong suốt 2 năm qua anh có dùng bất cứ loại thuốc nào khác ngoài nhà thuốc của chúng em không? Trong 2 năm qua thì em không không hề dùng thêm thuốc nào cả. Đấy. Anh hiện tại đi làm việc đã bóng bình thường rồi. Vâng. Vâng. Thay mặt nhà thuốc này em cảm ơn anh nhá. Chúc anh đã bớt chút thời gian cho em gặp về phỏng vấn hình về quá trình điều trị khỏi thoát vị đệm và phòng đệm của nhà thuốc nhá. Phòng đã tự phình đệm đấy. Thay mặt nhà thuốc em cảm ơn anh. Chúc anh và đại đính của anh khỏe nhá. Em chào anh. Hàng ngày thì anh khỏi bệnh rồi thì mặc dù để anh chiều đến thật đã đá bóng thể thao đúng không? Vâng. Chạy. Thì anh có thể sáng ra anh đu xà nhẹ nhàng cho em nhé để duy trì bệnh nhé Vâng. để tránh tình trạng bệnh tái phát mà nhé. Vâng. Còn em chào anh ạ. Vâng, em cảm ơn. Dạ.